Chào buổi sáng tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lyon Coffee. Thì hiện nay tôi đang ở tỉnh Bình Thuận và đang xuống khai trương xe cà phê pha máy mới của Lyon Coffee tại địa chỉ là 72 Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Và trong cùng thời điểm này thì là Lyon Coffee đang khai trương hai địa điểm xe nữa ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái địa điểm mà tôi đang đứng ở đây thì là địa điểm là xe cà phê thứ 6 của Lyon Coffee tại tỉnh Bình Thuận này rồi. Và chứng tỏ là cái tình yêu dành cho cái cà phê pha máy sạch nhất Sài Gòn của người dân tỉnh Bình Thuận, cũng như đặc biệt yêu thích dành cho Lyon Coffee. Thì mời các bạn cùng đồng hành với tôi trong buổi sáng hôm nay để xem thử xem địa điểm xe hôm nay chúng ta khai trương như nào, và cùng vào coi thử xem họ pha chế, cũng như là trò chuyện với anh chủ quán để chúng ta có thể là xem cảm nhận của mọi người về cái cà phê pha máy sạch nhất Sài Gòn này như thế nào nha. Ok, mời các bạn cùng đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây nha mọi người. Thì hiện tại cái điểm xe chúng ta đang có chương trình khai trương kéo dài từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 với chương trình là cà phê pha máy đồng giá chỉ có 10.000 thôi nhá. Và ở phía dưới là địa chỉ của xe chúng ta và số điện thoại của anh chủ quán đó. Mọi người mà gần đây mà có muốn giao hàng tận nơi thì cứ liên hệ với cái số điện thoại này của anh chủ quán nhé. Đây, chúng ta vào xem cái chiếc xe chúng ta nhé. Là cái nơi đây là xứ sở của thanh long, của nắng và gió, mà màu vàng này thì rất là hợp. Mọi người đang ở trong rất là đông, thì chúng ta cùng vào thử nhé. Ở đây là anh Tuấn, chủ địa điểm xe chúng ta. Còn đây là bạn Nghĩa. Chào Nghĩa, có gì làm dùng cho một ly cà phê đá nhé. Đây nha mọi người. Này, từ xe nhìn thấy cái trống này rất là đẹp đúng không? Đó. Đây là xứ sở thanh long nên nhìn đâu cũng thấy thanh long, mọi người nhìn thấy không? Ở phía trước kìa. Đó là một dàn thanh long đấy. Đây chỉ là một ít thôi, còn ở nãy trên đường đi rất là nhiều luôn, nhiều thanh long luôn. Đó. Nghĩa đang pha cà phê nhé. Cùng coi qua một lượt xem cái chiếc xe chúng ta hôm nay như thế nào nha. Xe nhìn rất là chắc chắn, nhìn rất là đẹp luôn. Và kể nó rất là gọn gàng, mọi người nhìn từ xa là nhìn thấy là cái xe này nhìn lúc mình pha chế thì nhìn rất là sạch luôn. Cà phê mới pha ra thì rất là thơm. Thì bình thường là khách chỉ cần khách vừa tới họ uống là họ nhìn thấy cái cà phê ở đây, nhìn thấy trực tiếp của quá trình mình pha chế luôn, từ quá trình mình xay cà phê và pha cà phê. Đó. Hiện tại cái lượng khách đang ngồi ở tại quán. Đây nếu mà buổi sáng sớm thì mọi người đi làm còn đông hơn nữa. Nhưng hiện nay cái giờ tầm khoảng độ 7 giờ rưỡi rồi. Đây là cái mô hình xe cà phê pha máy 32 triệu của Lyon Coffee nhé. Nên mọi người thấy không? Rất chắc chắn và rất là đẹp luôn. Nhìn thật là hấp dẫn luôn. Không biết là mọi người có hay uống cà phê không, nhưng mà buổi sáng ra là mình phải làm một ly cà phê pha máy thôi. Nhìn rất là đẹp đúng không? Mọi người nhìn coi. Đó, Cái ly cà phê nhìn rất là đẹp luôn. Này thì có 2 tầng này, cà phê ở trên, cà phê ở dưới này, với lại lớp bột cà phê ở bên trên này. Đưa khách trước nha. Đấy, cà phê đen cô. Nhiều uống sữa hay sao cô? Sữa. Rồi cháu tưởng lấy đen chứ. Đây kìa. Đây do khách cứ tưởng là khách xài uống cà phê đen nhưng mà khách uống cà phê sữa nhá. Thôi cái này mình tổ chức trước nha. Mời mọi người cùng uống thử xem cái cà phê pha máy chỉ có 10.000 này xem như thế nào nhá. Rất là thơm luôn mọi người. Hiện nay đây là cái gu mà khách hàng họ đang xài là gu số 2 đúng không Nghĩa? Vâng, thì đây là cái gu cà phê pha máy số 2 của Lyon Coffee nhé. Thì màu sắc rất là đẹp và chưa kể là cái hương vị của nó rất là thanh, uống rất là thanh luôn, và cái hậu vị của nó là sẽ có cái vị ngọt đó mọi người. Cái vị ngọt này là vị ngọt thanh của cái cà phê chứ không phải là của đường đâu nhé. Ok. Người thấy không? Ok, mọi người nếu mà ở gần đây thì mọi người hãy ghé ngay địa chỉ là 72 đường Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thì để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê pha máy đúng chuẩn của Lyon Coffee. Và chưa kể là các bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái chương trình khuyến mãi, là chương trình cà phê pha máy chỉ có đồng giá chỉ có 10.000 nhá. Và chưa kể là các bạn sẽ được tặng những phiếu combo giảm giá cực kỳ hấp dẫn đến từ Lyon Coffee nhá. Ok, và nhân tiện đây thì chào đón Giáng sinh và Tết 2021 nhé. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành nhé. Ok, nhưng mà nhớ là hãy ghé ngay địa điểm xe của Lyon Coffee để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê pha máy để nạp năng lượng trước khi đi làm nhé. Ok, thì xíu nữa chúng ta sẽ vào trò chuyện với lại anh Tuấn chủ quán một xíu. Okay. Cà phê rất là ngon nha mọi người. Giới thiệu mọi người thì đây là anh Tuấn chủ địa điểm xe mới chúng ta tại địa chỉ là 72 Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì anh Tuấn không biết là mình có thể chia sẻ với mọi người được biết là cái lý do chính tại sao mình lại quyết định đặt chiếc xe cà phê pha máy của Lyon Coffee tại địa chỉ của mình đúng không anh? Từ cái từ cái sở thích của mình uống cà phê máy, với lại mình thấy xu hướng bên này là người ta chuộng cà phê máy. Tức là bình thường là mình cũng hay uống cà phê máy pha máy rồi đúng không anh? Còn không biết là cái người dân đây thì họ có hay uống, hay là ở cái khu vực của mình thì là cái cà phê pha máy họ có gọi là cũng chuộng nhiều không? Cũng có một số là người ta chuộng cà phê máy, người ta chuyển từ truyền thống qua máy. Dạ vâng. Còn một số thì vẫn uống truyền thống. Dạ vâng. Em thấy thì cái cà phê pha máy thì nó sớm muộn gì nó cũng đang trở thành cái xu hướng của hiện tại. Bởi vì thứ nhất là mình thấy cái ưu điểm của cái cà phê pha máy này là gì mà mình lại quyết định mình bán, chứ không phải là mình bán cà phê truyền thống ha. Ưu điểm của nó là rất là nhanh. Dạ, nhanh với lại thơm ngon. Dạ. Lại mình thấy nhanh, thơm ngon. Em thấy là khi mà bình thường là pha cà phê, lúc mà mới xay cà phê rồi, mới xay cà phê ra là cà phê nó rất là thơm rồi đúng không anh? Không biết là cái khách hàng đây họ có phản hồi tốt về cái cà phê pha máy của mình không anh? Có, người ta vô uống người nói cà phê ngon thơm. Dạ vâng, đấy là phản hồi rất là tốt từ khách hàng này chứ. Mình hy vọng là sắp tới thì mình có thể là mở rộng hơn về cái cà phê pha máy này cho người dân đây họ được biết đến một cái gu cà phê sạch chất lượng ha anh. Thì em chúc anh ngày khai trương hồng phát, và hy vọng là sắp tới có thể là khai trương những địa điểm xe tiếp theo của mình trong cái khu vực Mường Mán này ha. Dạ. Ok, em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì các bạn nhớ ghé ngay địa điểm xe chúng ta tại địa chỉ là 72 Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê pha máy đúng chuẩn của Lyon Coffee, vừa thơm ngon mà tốt cho sức khỏe. Và quan trọng là giá cả chỉ có 10.000 trong những ngày khai trương thôi. Ok, nếu như bạn nào mà đang có nhu cầu về xe cà phê pha máy hoặc có những thắc mắc gì thì cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline miễn phí của Lyon Coffee. Thì Lyon Coffee sẽ liên hệ lại và tư vấn cho bạn một cách kỹ càng nha. Ok, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lyon Coffee và theo dõi Lyon Coffee trong những chương trình lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.